Phật nói kinh Cửu Hoành. Phật ở tại vườn Kỳ Đà cấp cô độc thuộc nước Xá Vệ. Ngài dạy các tỳ kheo, có 9 hạng người với 9 nhân duyên, nên đang còn sống mà bị chết thình lình. 1. Không nên ăn mà ăn. 2. Ăn vô độ. 3. Ăn không theo tập quán. 4. Ăn không tiêu hóa. 5. Chỉ thục. 6. Không trì giới. 7. Thân cận tri thức ác. 8. Vào làm phi thời, làm việc phi pháp. 9. Không tránh việc phải tránh. Do 9 nhân duyên này, con người bị chết thình lình. 1. Không nên ăn mà ăn, là ăn những thứ không vừa ý, chỉ để đầy bụng chứ không thích hợp. 2. Ăn vô độ là ăn quá nhiều, không biết độ lượng. 3. Ăn không theo tập quán, là ăn không tùy theo mùa đông, mùa hạ, đến xứ sở khác không biết phong tục, ăn không quen nên không tiêu hóa được. 4. Ăn không tiêu hóa, nghĩa là ăn chưa tiêu hóa, lại ăn thêm vào, không chịu uống thuốc để mửa hay sổ ra, nên không tiêu hóa được. 5. Chỉ thục. Đến lúc đại tiểu tiện thì không chịu đi ngay, nên rỉ ở hạ bộ, bị gió đến làm cho bế tắc. 6. Không trì giới, tức là phạm nam giới, sát sinh, trộm cướp, xâm phạm phụ nữ của người, nói hai lưỡi, uống rượu, vi phạm vào các giới khác, bị đưa đến quan quyền, hoặc bị giết chết, bị đánh bằng gậy, bị đâm bằng dao bén, bị đói khát chết, hoặc được thoát nhưng bị chính tay oan gia đánh chết, hoặc lo lắng kinh sợ tội nên chết. 7. Thân cận tri thức ác. Gọi là hàng tri thức xấu ác là đã làm ác lại còn lân la tới gần kẻ khác. Tại sao? Do sống không rời ác tri thức nên không hiểu biết về thiện ác, không lường được thái độ của ác tri thức, không thể suy nghĩ về cái ác của ác tri thức. 8. Vào làng phi thời là đi lại một cách mờ ám, đi vào khi trong làng có việc tranh cãi, trong xóm có huyện quan, trưởng sử đuổi theo bắt bớ, không chịu tránh né, không biết làm đúng pháp. Vào làng, đi vào bảy nhà người, nhìn bảy chỗ không được nhìn, nghe bảy việc không được nghe, xâm phạm bảy chỗ không được xâm phạm, nói bảy điều không được nói, nghĩ bảy điều không được nghĩ, làm bảy việc không được làm. 9. Đáng tránh không tránh. Đó là nên tránh voi dữ, ngựa bò dữ, xe chạy nhanh, rắn độc, hầm hố nước lửa, dao gươm để trần, người say, người ác và những việc ác khác. Với chính nhân duyên này, những người chưa đáng chết mắc vào sẽ chết ngay. Người có trí tuệ phải biết mà tránh xa. Tránh xa các nhân duyên này thì được hai loại phước. 1. Được sống lâu, khỏe mạnh. 2. Nhờ sống lâu, khỏe mạnh nên được nghe đạo, lãnh hội lời nói hay và có thể làm được. Các tỳ kheo đều hoan hỷ vâng làm.